Xin mến chào toàn thể các bạn. Hôm nay mình lại chia sẻ với các bạn bài dân vũ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Bản mẫu số 2, chiến thắng Điện Biên. Đầu tiên, phần nhạc dạo đầu bài chúng ta sẽ có 4 câu nhạc 8. Và phần chính trong bài thì chúng ta sẽ có 10 câu nhạc 8 và mình sẽ tách ra làm 2 tổ hợp. Tổ hợp thứ nhất gồm 6 câu nhạc 8. Tổ hợp thứ hai gồm 4 câu nhạc 8 và còn có 2 câu nhạc kết bài. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần nhạc dạo đầu bài. Ở tư thế kết bài của bài mẫu số 1, chúng ta bước chân phải sang bên phải, hơi nhún gối, đồng thời đưa tay phải lên cao. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và nhịp 7 chúng ta sẽ chuyển trụ sang chân trái, đồng thời đưa tay từ phải sang bên trái, chuyển trụ sang chân trái, chân phải nhón gót. Chúng ta có 1, 2, 3, 4. Và nhịp 5 bắt đầu chúng ta đưa tay phải đặt lên ngực trái. 5, 6, 7, 8. Tiếp theo mình lại đưa tay trái lên. 1, 2, 3, 4. Sau đó nhịp 5 đặt tay lên tay phải, 5, 6, 7, 8. Rồi tiếp theo mình thu chân phải về. Thu chân phải về, đồng thời đưa tay về phía trước và mình vung tròn tay. Sau đó đưa về trước ngực trái. Rồi hạ tay xuống, đưa tay phải lên trước ngực. Chúng ta thực hiện lại. Hơi trùng gối, bước sang bên phải, sau đó chuyển trụ sang chân phải và nhón gót chân trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc phần nhạc dạo mở bài. Mình quay lưng lại thực hiện cùng chiều. Chúng ta bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc phần nhạc dạo mở bài, chúng ta vào phần chính trong bài. Tổ hợp thứ nhất gồm 6 câu nhạc 8. Chúng ta bắt đầu. Nhịp 1, bước chân phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Về phần tay, khi mình bước chân thì hai tay mình sẽ nắm và để trước ngực. Khi mình gõ mũi chân phía sau, gõ mũi chân trái thì sẽ vuông tay phải. Sau đó bước chân trái, gõ mũi chân phải lại vuông tay trái. Mình thực hiện lại. Câu nhạc 8 thứ nhất, tổ hợp 1 bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vào câu 2. Câu 2, bước chân phải, đưa tay trái qua bên phải, lúc này chuyển trụ về chân phải và chân trái nhón gót. 1, 2. Và nhịp 3, 4 mình chuyển trụ sang chân phải, chân phải nhón gót, đảo tay sang bên trái nè. 3, 4. Tay phải sẽ đưa đặt lên tay trái, đan chéo như vậy. 3, 4. Tiếp theo nhịp 5, 6. 5, 6, đưa hai tay sang ngang, đồng thời thu chân phải về. 5, 6, rồi chúng ta nghỉ. Thực hiện lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì chúng ta nghỉ. Sau đó mình vào câu 8 thứ 3. Bước chân phải, gõ gót chân trái về phía trước, lại bước chân trái, gõ gót chân phải về phía trước. Khi chúng ta bước chân phải thì hai tay mình sẽ đan chéo,
Sau đó mình gõ gót về phía trước, mình sẽ vuông hai tay. Rồi sau đó mình lại bước chân trái sang ngang. Bước chân, khi mình bước chân sang ngang, hai tay mình sẽ đan chéo. Và mình gõ gót về phía trước thì tay mình sẽ vuông ngang như vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi mình thu chân về và hai tay sẽ đan vuông góc trước ngực. Chúng ta thực hiện nhé. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó thu chân phải về, hai tay vuông góc trước ngực. Chúng ta thực hiện lại từ câu lần 8 thứ nhất tới câu lần 8 thứ 3 nhé. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thu chân phải về, hai tay vuông góc trước ngực. Kết thúc câu nhật 8 thứ 3. Mình vào câu nhật 8 thứ 4. Câu nhật 8 thứ 4, mình sẽ bước qua phải 4 bước. 1, 2, 3, 3, nhảy. Khi chúng ta nhảy thì mình sẽ đứng trụ chân phải và co chân trái lên, đồng thời vung lên. Chúng ta làm lại. 1, 2, 3, 4. Sau đó lại đi về bên trái 4 bước. 5, 6, 7, 8. Tiếp theo bước chân phải và đánh tay phải lên. 1. Sau đó dậm chân trái. 2. Sau đó đưa hai tay đan chéo. 3. Và nhịp 4, vung hai tay lên. 4. Chúng ta lặp lại nhé. 1, 2, 3, 4. Rồi sau đó mình lại ôm hai tay vuông góc trước ngực. Mình đi qua bên trái 4 bước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lần này mình sẽ bước chân trái xuống và vung tay trái lên. 1, 2, 3, 4. Chúng ta thực hiện lại nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tới đây là mình kết thúc tổ hợp 1. Bây giờ mình sẽ thực hiện lại tổ hợp 1, 6 câu nhật 8. Chúng ta bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc tổ hợp 1. Mình vào tổ hợp 2. Đang ở tư thế này, mình đi qua bên phải 4 bước và hai tay thu về, sẽ đưa tay như vậy. Chúng ta bắt đầu nè. 1, 2, 3, nhảy. Khi mình nhảy lên, mình bật chân phải và chân trái mình hơi co lên các bạn nhé, như vậy. Và mình vỗ tay. Chúng ta thực hiện nè. 1, 2, 3, nhảy. Sau đó đi về bên trái. 5, 6, 7, nhảy. Đi về bên trái thì mình sẽ bật chân trái và chân phải sẽ co nhẹ lên. Đi về bên phải, mình sẽ bật chân phải và chân trái sẽ co nhẹ lên. Chúng ta thực hiện là động tác này, chúng ta sẽ thực hiện hai câu nhật 8. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xong hai câu nhật 8, bây giờ mình vào câu nhật 8 thứ 3. Đầu tiên bước chân phải, đưa tay phải lên cao, tay trái úp lòng bàn tay trước ngực. 1, 2. Sau đó thu chân trái về. 3, 4, 5, 6.
Nhịp 7, 8, mình sẽ đưa tay phải sang bên trái. 7, 8. Sau đó đưa chân phải về phía trước và đưa tay phải phía sau. 1, 2, 3, 4. Và nhịp 5, 6. Đưa tay phải sang bên phải, chuyển trụ sang chân phải, chân trái nhóm gót. Và nhịp 7, 8 mình thu chân trái về, tay phải ôm trước ngực trái. Mình sẽ quay lại mặt trước để các bạn dễ theo dõi tay. Chúng ta bắt đầu câu nhạc 8 thứ 3 của tổ hợp 2. Bước chân phải 1, 2, thu chân trái 3, 4, bước chân phải 5, 6, 7, 8, đưa tay phải sang bên trái, chuyển trụ sang chân trái, chân phải nhóm gót. Rồi sau đó câu nhạc 8 thứ 4, bước chân phải về phía trước, đưa tay trái phía sau 1, 2, và nhịp 3, 4, trở về vị trí ban đầu 3, 4. Sau đó nhịp 5, 6, chuyển trụ sang chân phải, đưa tay phải về bên phải 5, 6, chân trái nhóm gót. Và nhịp 7, 8, thu chân trái về, tay phải đặt lên ngực trái, ôm tay trái. Là kết thúc câu nhạc 8 thứ 4 của tổ hợp 2. Chúng ta thực hiện lại tổ hợp 2. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc tổ hợp 2. Kết thúc tổ hợp 2. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn hai câu kết bài. Đang ở tư thế này, mình sẽ bước chân phải. Bước chân phải đồng thời nhón gót chân trái lên và đưa tay phải lên cao. 1, 2. Sau đó đảo tay phải sang bên trái, chuyển trụ sang chân trái. 3, 4. Rồi tiếp theo bước chân phải về bên trái, đồng thời vung hai tay, đưa hai tay vòng xuống dưới và úp xuống. Sau đó lại vung lên, bước chân phải trả về, vung tay lên. Rồi sau đó vòng tay trái qua bên phải, trở về. Lúc này mình đứng trụ bằng chân phải. Tiếp theo đưa chân trái về phía trước, hơi trùng gối và ôm tay từ dưới ôm lên. Nhớ là lòng bàn tay mình sẽ úp và từ từ mình tánh đưa lên. Sau đó mình vung xuống thì mình nửa lòng bàn tay và mình kết thúc bài số 2. Xong câu kết bài, giờ bây giờ mình sẽ thực hiện lại từ phần nhịp dạo mở bài để vô tổ hợp chính trong bài. Xin mời các bạn cùng thực hiện với mình nhé. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và phần chính trong bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Và mình kết thúc tổ hợp 2. Sau khi kết thúc tổ hợp 2, chúng ta thực hiện lại tổ hợp thứ nhất và tổ hợp thứ hai một lần nữa. Là chúng ta vào phần kết bài. Bây giờ chúng ta thực hiện câu kết bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và kết bài. Và như vậy là mình vừa hướng dẫn xong bài chiến thắng Điện Biên. Và nếu như các bạn thấy thích video của mình thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chúc các bạn luôn sống vui, sống khỏe và luyện tập thành công. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.